Đó. Thì bây giờ mình sẽ sửa cái này nha. Mình sẽ mầm lấy cái gì cũng được, miếng nhám cũng được hay cái gì cũng được, mà bằng bằng cạo đây đi cho nó tróc hết cái miếng này là được. Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một cái CB. CB mà khi mình bật tắt nhìn nè thì nó tiếp xúc chập chờn, nó không có thông điện, hoặc là nó đôi lúc nó không có dẫn, nó không có hoạt động luôn. Mình bật on thì bên cái đầm bên kia nó cũng không có cấp nguồn luôn. Cái CB này thì nó có hai loại, có hai cách mở. Một cách nhất nó có hai loại mở, nhưng một loại là nó dùng ốc, nó dặn ốc phía dưới như này. Mình để mình dặn hai ốc ra mình sẽ mở được cái đây ra được. Còn cái loại thứ hai thì nó không có dùng ốc luôn, nó hàn kín hết luôn, nó hàn một cái tiếp điện ở những cái điểm đây này, như cái điểm đây nó dính chùm lại chỗ đây. Nếu các bạn mở thì bạn lấy mấy khoan, bằng khoan xuống này cho nó cái tiếp điểm ở chỗ đây nè, cái điểm đồng này nó tách ra thì sẽ bằng khi tách nhất nhất lên được. Còn cái CV của mình là thì nó có cái hai cái ốc này thì mình sẽ mở ra dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó bị không, nó không tiếp xúc, nó không dẫn điện. Cấu tạo nó cũng đơn giản đâu, tạp gì đâu, phải không? Nó có hai cái tiếp điểm ngay đây. Đây là tiếp điểm đứng yên một chỗ. Và tiếp điểm này đứng yên một chỗ. Hai tiếp điểm này thì đi hoạt động. Nên nó có hai cái tiếp điểm này thôi. Các bạn bật qua đây á. Qua đây thì cái đây nó sẽ chạm xuống phần dưới đây. Xuống tiếp điểm này thì nó sẽ dẫn dẫn mạch, còn tương tự vậy. Còn nếu bạn bật vào đây á thì nó giữa hai cái lưỡi gà lên thì nó không tiếp xúc vô hai cái điểm như hai phía dưới đây thì nên ngắt điện. Nó đơn giản mà phức tạp là cái cơ cấu bật tắt này thôi. Nhưng mà hiện tại mình không quan tâm cái này, mình chỉ quan tâm tại sao nó không dẫn điện thôi. Nhưng mà các bạn nhìn thì từ đây này nó có một lưỡi gà dài qua đây, không có một cái điểm nào khác nữa. Đang tương tự như vậy, nó chỉ có một cái điểm chỗ đây là tiếp xúc thôi. Thì nó thường thường nó bị oxy hóa, nó bị như dùng bằng bằng xài mà mấy cái thiết bị mà nó có công suất cao á thì nó dập hồ quang nhiều quá thì nó sẽ tạo ra cái bị nó bị cháy cháy tiếp điểm thì nó sẽ không dẫn điện nữa, thường thường là vậy. Còn nếu mà bạn xài một loại công tắc tơ mà CB mà loại là tốt á thì nó chịu được dòng cao thì nó sẽ ít, nó hay ít xảy ra vấn đề đó. Còn nếu mà bạn xài mà CB mà loại thường thường á, cái muối đồng này nó không, không 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 bình thường, nó không tốt á thì nó chịu cái dòng kém á thì nó sẽ tạo ra hồ quang mà nó cháy cái tiếp điểm thì nó sẽ không, nó tạo cái điểm oxy hóa vị trí đó thì nó sẽ không dẫn điện được. Mình sẽ mở cái này ra thử nha. Cái này mình lấy ra được nè à. Bạn thấy không? Nó bị cháy dưới đây luôn nè. Nó cháy điện luôn. Mở ở đây là thử. Cái này không sao, nó có bị xíu xíu thôi à. Nên không sao. Nhưng nguyên nhân là Winnie nè. Lắp lại ở đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ sửa cái này nha. Mình sẽ mầm lấy cái gì cũng được, miếng nhám cũng được hay cái gì cũng được, mà bằng bằng cào đây để cho nó tróc hết cái miếng này là được.
mình sẽ xài dao mình cạo ra, bởi vì mình có giá nhưng mà cạo phức tạp hơn, cho nên mình sẽ chà đây ra nha. Mình dùng nhám nha các bạn, mình chà cái tiết điểm này này, chà miết miết cho nó. Bạn dùng cái loại mà nhám mịn mịn xíu, rồi mình không có, mình xài miếng nhám to quá à. Chà sạch đi được. Chà xíu nữa là sáng rồi. Sáng rồi các bạn. Chà thêm đi. Nó như 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 mới như cũ mà nó hơi bị khuyết rồi một xíu do bị cháy hay sao. Đây. Nó khuyết rồi. Bình thường nó sẽ nâu lên đó. Cái này nó phí xuống miếng. Cái này là nó ok rồi. Mình không biết là cái tiếp điểm này này nó có như vậy không. Mình sẽ mở ra luôn. Mình dặn cái ốc này ra. Ốc nó có cái ốc này. Sẽ dặn ra. Mình chà cho luôn. Đấy là như vậy. Này cái này nó cũng vậy nè. Cháy đen luôn. Mình sẽ chà lại, mình sẽ chà luôn cái này cho nó sạch luôn. Đó. Sạch như vậy nè. Cái này chả thêm miếng nữa đi. Đó. Phải sạch như vậy nha các bạn. Như cái này nó như vậy rồi thì các bạn khi cho cái bằng lắp cho bạn xài thì bạn xài cái những cái thiết bị nào mà nó có cái công suất nhỏ hơn một xíu thì nó sẽ không có bị cháy nữa. Còn bởi vì cái này nó bạn xài bọn nó bị khuyết một bên rồi, nhưng khi bạn 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 gắn cho bạn xài nữa thì nó sẽ tiếp xúc cái chịu dòng 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 điện của nó sẽ thấp hơn cái lúc mới thì nó lúc mới thì nó còn nguyên đó, nên nó chịu dòng cao hơn. Còn cái này thì nó bị khuyết rồi nên đi tiếp xúc nó sẽ không có tốt bằng cái như ban đầu. Nên bạn xài những cái thiết bị nào mà có thấp thôi, giống như bóng đèn hoặc là motor mà loại nhỏ nhỏ thôi, không cần lớn thì sẽ được. Còn nếu mà nó xài cái loại mà công suất lớn quá thì mình nghĩ nó sẽ bị nữa đó. Mình nên lắp vậy vậy bằng bể xuống cho nó cầm xuống một xíu để nó tiếp xúc tốt hơn, sức mạnh hơn.
hơn như cũ rồi. Cái này mình nó cao hơn xíu sao. Bị gặp xuống. Đó. Giờ mình sẽ lắp lại. Lắp lại như cũ. Lắp vô. Bây giờ mình test thử nó, mình đo thử nó có được không nha. Đo thông mạch không? Chính lắp vô. Cái loại này nó có cái bóng đèn này nha các bạn, mà phải lắp đúng chiều nó mới được. Nó có hai bóng đèn, nó có hai điểm tiếp xúc nè. Hai điểm tiếp xúc như đây nè. Mà phải lắp đúng theo tiếp dưới này nè mới được, chứ bạn lắp ngược cái này là không lắp không có vô đâu. Lắp ngược lại. Mình sẽ đo thử nha, như mình bật lên. Nó hồ mình đo. Hai điểm trước. Thông mạch nha. Bên đây. Rồi thông mạch ok. Như nó thông mạch rồi đó. Mình có một điểm lưu ý nữa là mình không biết là các bạn có biết chưa, nhưng mà cái này nó có loại, nó có cái đèn này nha các bạn, cái đèn báo cho báo nguồn. Nó có hai cách báo nguồn. Thứ nhất là báo nguồn cấp vô hoặc còn 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 nó có điện hay không, có nghĩa là mình cái đèn này báo xem là cái nguồn của bạn đó, là nó có bị cúp hay không, nó bị nó cúp với so với điện lưới không, là cái đèn nó sẽ sáng hoặc không sáng. Còn cái báo thứ hai nữa là nó báo báo đã đóng mạch. Ví dụ như bây giờ cái mạch này, cái hai đèn nó nằm cái bên cái mạch mà bên bên đóng ngắt, có nghĩa là nó không có nằm trên bên nó nằm một bên thôi, nó không có nằm hai bên. Nghĩa là nếu mà bạn ngắt cấp cái đầu nguồn đầu vào cái chỗ này á thì nó sẽ sáng liên tục luôn, nó sẽ sáng liên tục. Bởi vì cái bóng đèn này, này nó nằm nó tiếp tiếp xúc với hai cái cực của cái bên đây nè, chứ nó không nên bạn nếu bạn cấp vào đây á thì nó sẽ sáng liên tục, là nó báo cho cái đèn và cái cho bạn biết là cái hiện tại cái mạng lưới điện của bạn vẫn có điện, không có điện, không bị cúp. Còn thứ hai nữa, nếu bạn gắn cái nguồn đầu vào vô cái này á, vô cái này vô cái đầu bên đây thì xe đây nó không có điện đâu nha các bạn, trừ khi bạn bằng bằng bật on như vậy, thì nên cái hai điểm nó tiếp xúc vô hai cái đây thì nó cái đây nó mới sáng thôi. Có nghĩa đây cái đây là trường hợp thứ hai, là nó báo cho các bạn biết là cái đây đang hoạt động, cái đây nó đã thông mạch qua bên đây. Còn bằng ngắt qua đây thì nó sẽ không sáng, thì có nghĩa là cái dòng điện ở đây đã bị ngắt, cái điện điện áp bên đây đã bị ngắt ngắt so với lưới điện. Còn nếu bạn lắp cái nguồn điện vào cái lưới điện vào cái hai cái đường dây này thì nó sẽ sáng liên tục luôn, nó báo hiệu cho bạn là cái lưới điện bạn hiện đang có điện chứ không không phải bị cúp. Đó, nó có hai cái nguyên nhân hai vậy, nên các bạn chú ý, nếu bạn tùy theo các bạn muốn lắp như thế nào thì lắp theo cái yêu cầu của bạn, sở thích của bạn. Mình còn mình thường thường thì mình lắp bên đây, có nghĩa là khi mình lắp cái lưới điện nguồn vào bên đây thì mình bật lên đây thì cái này nó sáng, là báo hiệu là mình đã cấp 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 điện cho cái nguồn cái tải bên đây rồi, thì nó sáng cái này lên. Mình tắt thì cái này nó tắt. Đó. Đơn giản gì đó. Đó đó là cho đối với những cái CP mà có cái bề đèn báo như vậy, nhưng bạn còn một số CP nó không có. Không có thì mình không cần cái quan tâm đó là cái gì. Nhưng mà xin lắp lắp lại. Đơn giản. Đi bên đầu lại bạn coi. Hiện tại nó đang không dẫn mạch, mình tắt rồi nè. Bật lên. Nó dẫn mạch.
cái này. Dăng điện. Không. Vậy nên cái một số cái CP nó hư á, nên mình người ta dục á, mình vớt đi, mình biết một chút ít đi, thì mình đi lấy gì mình sửa lại thì mình xài thành cái của mình cái ngon lành luôn. Vì nó không có gì đâu mà cái khó là không mở cái này ra thôi. Nếu các bạn biết mở ra thì chỉ sửa dễ dàng, còn mình đi vớt đi thì thấy hơi phí. Nếu mà bạn nhìn cái CP nhưng mà nó có hai ốc nhẹ thì càng 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 thích hơn nữa, mở ra dễ nữa, để sửa dễ hơn. Mình vớt đi đã phí cái này để mình xài được nhiều thứ. Chúc các bạn thành công nha.